Mời các bạn cùng xem video kỳ này. 7 sinh vật khổng lồ được camera ghi lại. Video ở vị trí đầu tiên, sinh vật lạ ở Nga. Một YouTuber người Nga có tên là Dimenov Burrito, anh đang chạy xe đạp dạo phố thì đã vô tình bắt gặp một sinh vật có hình dáng kỳ quái. Hình dáng của sinh vật này không khác gì một lời nhện, nhưng sinh vật này có một kích thước lớn hơn gấp đôi một người trưởng thành. Nó sử dụng các chi để di chuyển và để đuổi theo đầy mình. Khi sinh vật này tiến gần đến đầy mình thì nó đã phun ra một chất gì đó rất nhì nhụa vào camera sau của anh. Nhìn thứ chất nhằn này, nó giống như là một chất kịch độc vậy. Lúc này, camera phía sau có ghi lại một chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sinh vật kỳ quái này. Hy vọng rằng các viên cảnh sát sẽ hạ được sinh vật gớm ghiếc đó, cho dù nó có là gì đi nữa. Vì tương lai của con người, mình mong là một trong những người đã đối diện với sinh vật này, họ không nói dối, cũng như dựng lên màn kịch trên nhằm mục đích gây hoang mang cho người dân sống chung quanh đó nói riêng và những người xem nói chung. Video ở vị trí thứ hai, quái vật ở khu vực 51. Trong đoạn phim cũ này, không ai chắc chắn rằng những gì mà lực lượng Hoa Kỳ đang làm trong video này vào năm 2014 có phải là sự thật hay không. Nhưng đã có một thông tin rằng đoạn phim này được đánh cắp từ một thông tin mật của quân đội Mỹ ở khu vực 51. Vị trí chính xác đã diễn ra vụ việc này là một nơi nào đó ở New Mexico. Hình ảnh mà thước phim đã cung cấp cho người xem thấy rất rõ. Có những người lính đang quỳ trước một vụ nổ xé toạc không khí. Nhìn có vẻ như phép bắn không trúng thứ gì. Nhưng sau đó, đã có một vòng tròn khổng lồ xuất hiện, đang di chuyển. Giống như thứ này đang tránh né vụ nổ kia. Cái hình ảnh này rất chân thực và rõ nét. Một sinh vật khổng lồ đang di chuyển bằng xúc tua. Nó giống như là một con sứa biển đang bơi. Chỉ khác có một điều là sinh vật này rất lớn và nó đang bơi trong không khí. Nhưng đó là hình ảnh trực quan mà chúng ta có thể nhìn thấy. Có một số người cho rằng đây đơn giản là một mũi khoan được sử dụng công nghệ mới mà chúng ta chưa từng biết đến. Bên cạnh đó, cũng có những người quả quyết rằng đây hoàn toàn không phải là một bài diễn tập về quân sự mà là một trận chiến ở sa mạc thật sự với một sinh vật khổng lồ. Các bạn hãy lắng nghe âm thanh phát ra sau đây và đón xem âm thanh đó là của máy bay chiến đấu phát ra hay là của một con quái vật thật sự nhé. Video ở vị trí thứ ba, bí ẩn sau màn mưa. Video kỳ này đã xuất hiện các sinh vật khổng lồ khác nhau và bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn một đoạn clip cũng hấp dẫn không kém các clip trước. Một hình bóng của một sinh vật khổng lồ đang nấp phía sau màn mưa ở vịnh Vancouver. Khoảnh khắc huyền bí này do một tài khoản YouTube có tên Hollywood Scotty đã vô tình ghi lại. Sinh vật này giống như một con chim đại bàng, nó đang dang rộng đôi cánh của mình. Nhưng có một sự thật vô cùng bất ngờ trong đoạn clip này. Chủ nhân của đoạn clip này là một YouTuber chuyên về kỹ xảo, một nhà thiết kế hiệu ứng bậc thầy, và cũng chính đoạn video này đã đánh lừa được rất nhiều người xem vào năm 2017. We'll be right back.
video ở vị trí thứ tư, vật thể không xác định. Đoạn video này được quay tại Malaysia bởi một chiếc điện thoại, khác xa với các đoạn video khác về UFO. Video này có một góc quay rất cận cảnh, rõ ràng. Vật thể bay lạ lùng này đã bay ngang qua một ngôi nhà và sau đó nó biến mất. Và đây là cảnh quay của một người khác về vật thể bay này. Vật thể này đang bay nghiêng về một phía, dường như thứ này đang quan sát thông qua cái vòng tròn có ánh sáng trắng kia. Nó bay lượn lờ trong khu vực này một hồi lâu và sau đó đột nhiên video này kết thúc. Nhìn chung thì đoạn video này thật khó để nói nó là giả hay xác nhận thật sự đây là một UFO đang thăm dò trái đất của chúng ta. Hầu hết người xem video này đều đồng tình với nhau rằng đoạn video này hoàn toàn có thật. Video ở vị trí thứ 5, vật sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Brazil. Với các vật thể bay và phát sáng không thể xác định trên bầu trời thì chúng ta gọi đó là UFO hay là các sinh vật ngoài trái đất, người ngoài hành tinh. Vào một buổi chiều, tại một thành phố nhỏ ở Brazil có xuất hiện các đốm sáng lạ đang di chuyển. Hiện tượng kỳ lạ này được anh Alejandro ghi lại bằng điện thoại của mình. Ban đầu chỉ có duy nhất một đốm sáng xuất hiện, nhưng một lúc sau thì lại xuất hiện thêm hai đốm nữa. Đã có nhiều người xem đoạn video này lại cho rằng đó có thể là những máy bay không người lái. Nhưng những ý kiến này đã bị bác bỏ ngay bởi những chiếc máy bay không người lái không hề phát sáng như vậy. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng xem nhé. Và nếu bạn biết về các vật thể đó thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết dưới phần bình luận nhé. Video ở vị trí thứ 6, sinh vật bí ẩn. Một camera quan sát tại một con hẻm nhỏ ở Nga có ghi lại một sự kiện về một sinh vật di chuyển rất nhanh. Đoạn video này được chia sẻ lên Internet vào tháng 6 năm 2019 trên các trang mạng xã hội Reddit của Nga. Sau vài ngày, nó thu hút khá nhiều người xem và các bình luận tiêu cực về đoạn clip này. Đa số người xem không tin về độ xác thực của đoạn clip. Riêng về người trong cuộc và chủ của một cửa hàng gần đó thì đã xác nhận toàn bộ sự việc trên là hoàn toàn có thật. Người chủ của cửa hàng bên đường đó đã nhấn mạnh rằng ông đã nhìn thấy một sinh vật màu xám giống như là một con chó sói chạy rất nhanh. Ngay sau đó, nó đã va chạm với xe của một người đi đường. Toàn bộ sự việc trên đã được camera an ninh tại cửa hàng của ông ghi lại. Và cũng nhờ chính đoạn clip này, ông mới có thể làm bằng chứng với cảnh sát để có thể giúp giải oan cho người đi đường xui xẻo kia. Nhưng đối với các cư dân mạng thì điều đó vẫn chưa thuyết phục họ. Video ở vị trí thứ 7, sinh vật kỳ quái. Đoạn video bắt đầu với hai thanh niên đang ngồi trong xe. Một thanh niên đã chỉ cho người bạn của mình rằng anh đã thấy một sinh vật có hình dáng rất gớm ghiếc đang nằm ở phía trước.
sinh vật này có nước da màu hồng và nó đã chết. Xác của sinh vật đang nằm nghiêng trên một vũng bùn, có một túi ni lông bao quanh nó. Các bạn có thể thấy được bốn chân trước của sinh vật này rất to, còn bốn chân sau thì nhỏ dần, giống như là sinh vật này đang bị đột biến vậy. Có nghĩa là nó có tận 8 chân và sinh vật này có một cái đuôi dài và to gần bằng cơ thể của nó. Hai người bạn này nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào giống như sinh vật này. Các bạn có thể thấy được máu của nó đang chảy và bi loãng trong nước. Khi mà hai người này đã dùng tay không để chạm vào sinh vật cơm giết đó, nhiều người sau khi xem đoạn video này nói rằng sinh vật này rất có thể nó đang mang trong mình một căn bệnh lạ. Sau khi khám phá sinh vật này thì họ đã phát hiện ra một thứ gây sốc. Đó là sinh vật này có một dấu mộc kiểm chứng trên da. Dấu mộc này nhằm cho phép được quyền sản xuất thịt ra thị trường để tiêu dùng. Ban đầu các bạn có thể thấy được có một túi ni lông bao quanh sinh vật này. Điều đó càng chứng minh rằng rất có thể nó bị rơi ra khỏi một chiếc xe chuyên chở nào đó đang vận chuyển một số lượng lớn các sinh vật biến đổi gen này khi đi ngang qua đây. Hoặc là bằng cách nào đó mà hai người bạn này đã dàn dựng lên tất cả để có một cái nhìn rất thật về sinh vật này. Nhưng cho dù video là giả thì nó cũng làm cho người xem phải rùng mình khi nhìn thấy một sinh vật gớm ghiếc như vậy. Và đó là toàn bộ video kỳ này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để tạo nguồn động lực cho nhóm nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Video được thực hiện bởi bạn có dám xem.